Chào bạn đến với bài đầu tiên. Mình sẽ giới thiệu cho mọi người các thành phần ở trong một bộ máy ảnh, hay mọi người hay được gọi là máy cơ đó mọi người, để mọi người có thể biết cách sử dụng, phân biệt cũng như là lựa chọn và nâng cấp sau này. Trước khi mình chỉ chi tiết vào bộ máy này thì mình sẽ cho mọi người xem là có rất nhiều các thể loại thiết bị mà từ những cái thành phần này chúng ta có thể nâng cấp lên. Rồi nha. Đây là góc phích này. Đấy các bạn thấy chưa? Có rất nhiều thành phần và thiết bị. Và đây là mình chỉ có giới hạn tất cả những thiết bị ở trong cái bộ camera này thôi đấy các bạn ạ. Thì ở đây có chỉ là có hai hãng chính, đó là hãng Canon và hãng Sony. Đây là hai hãng phổ thông nhất rồi. Thì một bộ máy ảnh nó sẽ có những cái gì thì bây giờ mình sẽ chỉ ở mọi người. Đầu tiên đấy là về thành phần. Đầu tiên đấy chính là body. Những chiếc máy ảnh chuyên nghiệp thì có thể tháo và gắn rời được những chiếc len khác nhau, những cái len hãng khác nhau, tiêu cự khác nhau và có cái hiệu ứng đặc biệt khác nhau. Thành phần chủ đạo đầu tiên đó chính là chiếc body. Chiếc body này thì trong chiếc body này nó lại có nhiều cái thành phần ở trong và chúng ta cần phải lưu ý. Và đây cũng là setlist mà mình cần phải check trước khi làm các job. Một, đầu tiên đó là pin. Pin này. Pin của tất cả các máy thì thường là được sẽ lắp ở dưới. Mình hình như mình chưa có gặp cái máy nào lắp ngang cả. Pin, xem có pin hay chưa, dung lượng bao nhiêu, đã lắp vào chưa. Đấy, pin. Thứ hai đó là thẻ nhớ. Thẻ nhớ. Đây. Thẻ nhớ đây các bạn ạ. Đấy. Chúng ta cũng lắp vào này. Lắp thẻ nhớ. Được rồi. Và tiếp theo là chúng ta lắp len vào. Len thì mọi người để ý là tất cả các hãng đều có những cái chấm này, cái chấm ra dấu hiệu này. Ở đây thì hiện tại ở Canon nó sẽ là cái chấm màu đỏ, được chưa? Nhìn kỹ này, chấm màu đỏ này. Thì cái chấm này nó sẽ tương tự một cái chấm ở trên ngàm của len cũng như là ngàm của các hãng khác. Đây. Cách lắp len vào máy, chúng ta khớp hai cái chấm đỏ này vào với nhau. Vậy nó sẽ vào khít, sau đó chúng ta xoay theo hướng dẫn. Mình sẽ làm lại một lần nữa. Khi mà tháo len ra thì chúng ta phải ấn vào nút khóa và bảo vệ ở trên body. Và chúng ta sử dụng là một tay ấn này và một tay cầm chắc để tháo ra. Đấy, khi mà lắp vào này, chúng ta nhìn này, cái chấm đỏ và cái chấm đỏ ở trên cùng lắp vào với nhau. Máy sẽ khít và xoay vào. Nghe tiếng tạch phát tức là len và body đã được gắn khít vào với nhau. Được chưa? Hiện tại ở máy SR thì nút bật nó sẽ nằm ở bên đây và nút xoay. Chúng ta sẽ bật lên ha. Xoay cái nút xoay này thôi. Mình bật lại và cho mọi người nghe tiếng nhá. Đấy. Bảng thông số đã hiển thị lên và báo là tình trạng hoạt động cũng như là mode của máy đang chạy. Tương tự điều này đối với lại các máy đời cũ hơn, nếu mà mọi người dùng một số máy DSLR như con 6D ở đây. Mình sẽ làm lại các thao tác từ đầu đến cuối cho mọi người xem. Đó là một thì mình sẽ check pin. Pin. Pin có pin nhá. Ok, đóng vào. Check thẻ nhớ này. Có thẻ nhớ không ạ? Không có thẻ nhớ, khe trống không. Và mình sẽ lắp cái thẻ nhớ ở đây. Và bây giờ mình sẽ lấy thẻ nhớ ra.
Ok. Ở trên đây có bảng hướng dẫn lắp thẻ nhớ. Chúng ta sẽ lắp theo đúng chiều hướng dẫn này. Ok. Mình check trước là máy đã sẵn sàng và bây giờ chúng ta sẽ lắp len. Lắp len để gọn nhẹ ở đây mình sẽ lắp một chiếc len 85 của Canon vào. Tháo cáp len này. Mình sẽ tìm chấm đỏ ở trên len. Tìm chấm đỏ này. Các bạn nhìn rõ ở chấm đỏ này không ạ? Đấy nhá, chấm đỏ nhá. Rồi, ở trên ngàm của máy này, ngàm trên cùng này, nó sẽ có chấm đỏ ở đây. Chúng ta lắp hai cái chấm đỏ vào với nhau. Máy đã khít. Và ở trên máy 6D này thì nút bật tắt thì nó là nút gạt ở đây ạ. Mình sẽ bật lên nhá. Và mọi người nhìn bảng thông số nó hiển thị lên này. Mọi người nhìn thấy thông số chạy lên chưa? Vậy là bây giờ máy đã sẵn sàng để có thể chụp ảnh được rồi. Đó. Mình bật một lần nữa cho mọi người xem. Khi mà bật lên này. Bật lên. Và nếu chúng ta ấn vào nút Live View thì chúng ta sẽ thấy được. Đấy. Nhưng máy này là máy DSLR đời cũ, thế nên là chúng ta sẽ chủ yếu chúng ta nhìn vào cái Eye Viewer ở đây để chúng ta chụp ảnh. Và mình cũng chụp thử nhá. Đấy. Cho mọi người xem thử cái ảnh ở tại studio chúng mình. Mình sẽ hướng dẫn mọi người trên máy Sony. Máy Sony thì cũng tương tự như thế. Mọi người có thể thấy ở đây cũng có nút, có một cái chấm màu trắng. Nó sẽ báo hiệu là cái ngàm vào đây thì là nó khớp. Hay đây là một chiếc len MF đời cổ. Mọi người cũng thấy là nó cũng thiết kế sẵn có một nút màu đỏ ở đây. Để có thể lắp được trên các body của máy Canon. Đấy. Và ngàm là ngàm EF nhá. Mọi người phải lưu ý. Rồi, quay về có một số lưu ý, đó là một số hãng khác nhau thì đương nhiên mỗi hãng họ sẽ làm một cái thể loại ngàm khác nhau và tùy từng đời máy thì lại còn update lên các thể loại ngàm khác nhau nữa. Mình ví dụ như ở trên Canon thì máy những máy đời từ ES giờ trở lên thì họ dùng cái ngàm gọi là ngàm RF. Những máy nhưng mà những cái len mà đời cổ hơn một chút mà của giống kiểu 6D này này 5D3, 5D4 nói chung là những máy DSLR đời cũ thì Canon họ lại dùng cái ngàm đó là ngàm EF và ngàm EF là một ngàm rất là thông dụng trên những cái body xuất ra rất 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 nhiều các loại ống kính khác nhau. Còn bên Sony thì họ dùng ngàm gì? Bên Sony thì họ sẽ gọi cái ngàm của họ là ngàm E-mount. Đây ạ, có chữ E-mount đây ạ. E-mount. Ở đây có một số ngàm khác, ví dụ như là ngàm ở trên những chiếc máy đang quay chính ở đây, đó là chiếc máy M50 thì dùng chiếc ngàm là ngàm MEF đấy. Nikon thì đương nhiên họ có một ngàm riêng của họ, rồi Panasonic có ngàm riêng, Fuji có một loại ngàm riêng. Thì mọi người cứ chơi loại máy gì thì mọi người phải tìm đúng cái loại ngàm đấy và đúng cái máy body đấy nó hỗ trợ hay không thì mọi người mới có thể lắp được vào body của mình. Rồi, vậy là thông qua cái thao tác cơ bản này, hy vọng đã hướng dẫn cho mọi người biết được những cái vị trí mà quan trọng nhất, những thành phần cơ bản nhất để mọi người có thể kiểm tra máy móc trước khi chúng ta chụp ảnh, có thể lựa chọn được những chiếc len hợp lý
để chúng ta nâng cấp dần thiết bị cũng như là chuẩn bị cái bộ máy chúng ta sẵn sàng sáng tạo nhiều bức ảnh đẹp cũng như là có thật nhiều video đẹp. Next sang buổi thứ hai nhé.